Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Và các bạn ơi, hôm nay thì anh em mình lại trở lại với một cái thành viên rất là tuyệt vời các bạn nha. Bé yêu này thì hiện tại đang có trong sự kiện luôn. Và con này thì rất là cute nha. Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau mang cái thành viên này đi quậy nhẹ một xíu cho vui. Và các bạn cũng sẽ trải nghiệm được sức mạnh của cái thành viên này như thế nào nha mọi người. Mặc dù là rồng mới nhưng mà sức mạnh thì hơi bị bá đạo luôn. Chú này sẽ sở hữu được tập khoảng 4 chiêu thức. Và những cái chiêu thức ở đây thì anh em chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng liền ngay lập tức luôn đây. Đầu tiên sẽ phải wow, gặp ngay cái thành viên Titan và chúng ta phải phá giáp con Titan này trước. Bé này thì sẽ có tầm khoảng 4 chiêu và ở đây chúng ta là wow, 1200 rồi 1050 hai chiêu và chiêu này là một gì? Chiêu này là 650 thôi. Rồi thì chiêu bèo nhất của chú ấy sẽ là chiêu điện nha. Wow, căng vậy. Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ bắt xe nhẹ thêm một cái nữa. Rồi và đây là Noisy, con này thuộc dòng đó chính là Macaron các bạn ơi. Hiệu ứng của các bé này thì sử dụng hai cái bàn tay xanh khổng lồ và quơ tới đối phương. Đó, giống như quái vật xanh các bạn ơi. Một cái con gọi là rất là đỉnh luôn. Tiếp theo thì anh em chúng ta sẽ phải nhờ đến thành viên thuộc dòng đó chính là Heroes. Thành viên vô cùng đẳng cấp luôn các bạn nha. Sở hữu sức mạnh đến từ siêu anh hùng, bộ móng vuốt quyền thoại và dường như là chưa có đối thủ rồi. Wow. Ở đây thì sau khi anh em mình win sẽ nhận thêm 90 điểm nha mọi người. Đó, 90 điểm cho sự kiện bé yêu này của mình đã lên được tới chữ C rồi. Wow, hiện tại thì đang chỉ còn một cái sự kiện này thôi. Và anh em mình vô nhận thưởng cái coi nè. Để xem phần thưởng của anh em mình lần này sẽ là wow. Được có hai cái ống nghiệm thôi hà. Rồi, bây giờ thì anh em chúng ta sẽ lót dép chờ cái sự kiện tiếp theo. Ôi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ tiếp nha mọi người. Vào cái khu vực list này, anh em chúng ta chiến đấu mỗi trận win thì mình sẽ được tới 90 điểm nha. Và hiện tại thì chỉ còn có một cái sự kiện và anh em nào muốn cập nhật những cái sự kiện mới nhất của Dragon City thì anh em đừng quên ghé trang của mình, đó chính là trang hntchannel.com. Và đây là trang web chính thức của mình luôn nha mọi người. Ở đây thì, đây, hiện tại sự kiện diễn ra đang có một cái thôi ha. Rồi, và bây giờ thì anh em chúng ta có thể bấm trực tiếp vào, các bạn sẽ xem được những cái hướng dẫn của mình nha. Đây, những cái khoảng thời gian mà các bạn sẽ vào để thu hoạch nè. Còn ở đây thì sự kiện này còn tầm khoảng một ngày mấy nữa là sẽ hết ha. À, thành viên này là anh em chúng ta sẽ nhận được nè mọi người. Rồi, qua và ở dưới đây là kinh nghiệm chơi nè. Anh em có gì cứ việc vào xem nha. Ở đây thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ cùng nhau trở lại. Lần này thì mình sẽ đến với cái nhân vật rất là đẳng cấp này luôn. Chú ấy đang là 5 sao và solo tay đôi với 4 sao các bạn ơi. Wow, không đùa với thành viên này được đâu. Lần này thì nay chúng ta sẽ xài tới cái tuyệt chiêu. Ui, tuyệt chiêu lửa đi ha. Wow, hơi bị đỉnh luôn. Rồi, bế nhẹ tên bạn cái cho vui nè. Wow. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì anh em để lại cho Hentai một subscribe nha. Nhớ bấm đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên ha. Để Hentai ra video hay là livestream thì mọi người sẽ đều nhận được thông báo hết luôn. Và nhất là bạn nào mà xem trên điện thoại thì anh em kéo nhẹ xuống dưới video một chút xíu nha. Đó, các bạn sẽ thấy cái khung này. Đây, cái nút like nó sẽ nằm bên góc tay trái nha. Đăng ký kênh nó sẽ nằm bên góc tay phải là cái nút đỏ đỏ nè. Rồi, anh em nhớ bấm vào để Hentai ra những cái tập mới, những cái hướng dẫn mới thì mọi người sẽ đều nhận được hết nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhờ đến thành viên khá là cute này luôn, sở hữu sức mạnh hơi bị ghê nè. Bây giờ mình sẽ test thử với cái tuyệt chiêu lửa đi nha mọi người. Đây. Wow, 53.000. Anh em chúng ta hiện tại đang nó là 5 sao và sức mạnh thì level là tầm khoảng 55 ha. Wow, 66 luôn, lượng đam khá gắt đến từ thuộc cái bé Heroes này. Wow. Rồi, nhưng mà Heroes của mình ra bắt đầu mình bế lại nè. Bộ móng vuốt huyền thoại. Đây. Rồi, con này thì thuộc hệ Heroes luôn. Wow, anh em chúng ta còn được tầm khoảng 2 hiệp nữa. Cố lên các bạn ơi. Wow, ca này hơi thú vị ha. Rồi, lần này thì nay chúng ta sẽ nhờ đến cái bé hệ cây cỏ này đi. Đó. Bật cái chế độ lụm nè. Wow, bé này là rồng một hệ nha mọi người. Ok, và đây là thành viên 5 sao đến từ tem bạn. Ngon lành cành đào luôn.
bây giờ thì còn mỗi một hiệp nữa thôi, một hiệp nữa là ngon lành rồi. Wow, tới công chuyện luôn đây. Lần này anh em mình sẽ nhờ đến cái thành viên này đi ha. Hôm nay chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng sức mạnh rất là ghê gớm luôn. Đó, bé này đang có trong sự kiện nha mọi người, cho nên anh em nào thích đó thì cố gắng tranh thủ nha. Wow. Rồi, victory. Tiếp theo thì lần này anh em mình sẽ... À, các bạn ơi, chỗ này thì hắn ta đã nâng cấp được cái nhà, hai cái nhà này thành công rồi nè. Anh em mình sẽ lên được tầm khoảng... Wow. 10 triệu luôn các bạn ơi. Ồ, chỗ này nâng cái lên được 10 triệu nữa nè. Rồi, cố lên. Còn cái nhà này thì sao? Wow, mình còn hơi bị nhiều tiền. Đó, rồi, cố lên. Tiếp theo thì anh em mình... Ồ, 88 các bạn ơi. 88 mà hiện tại anh em mình đang có được tầm khoảng 66 rồi nè. Bây giờ mình ráng một tí nữa, mình đi thu vàng để mình kiếm thêm... đây, kiếm thêm điểm chơi sự kiện, cùng với là chúng ta sẽ kiếm thêm tiền nữa nha. Đó, thu hết cái này chắc là cũng lên được tầm khoảng 70 mấy á các bạn, 70 mấy triệu vàng. Wow, cái nhà này cho anh em mình tới 12 triệu. Ghê vậy. Thêm cái nữa nha. Đó, 14 triệu các bạn ơi. Tiếp theo này chúng ta sẽ lên được tới 14 triệu điểm kinh nghiệm luôn. Mình hiện tại đang nằm ở level 93 rồi, sắp tới là nên chúng ta sẽ lên tầm khoảng 94 ha. Đó, mình thì mình đang cố gắng đủ các kiểu luôn để chúng ta có thể lên level 100. Mình đó là mình me cái level 100 này lắm rồi. Đó. Rồi, nhà này anh em mình nâng cấp được không? 58 viên game mới nâng cấp và chúng ta có what? 92 các bạn ơi. Oh my god, 92.000 điểm kinh nghiệm. Wow, ghê thiệt, mình không nghĩ đó là cái số lượng điểm kinh nghiệm nó lại nhiều đến vậy luôn á. Sau khi mà anh em chúng ta nâng cấp được một cái nhà maximum level, level này là level 6 và lên một cái nữa là maximum luôn rồi. Wow, bây giờ đi kiếm game ở đâu ra đây? À, hai là chúng ta sẽ đi kiếm cái nhà này là cái nhà hệ gì ta? Đâu rồi? Ôi khoan, 250.000. Rồi, 92, 92 thì nó cũng đâu có bao nhiêu đâu nhỉ. 92.000 điểm kinh nghiệm. Còn cái nhà này anh em chúng ta lên được bao nhiêu? Wow, cái này là tới 10 triệu luôn các bạn ơi. Cái này nó hơn cái nhà kia rất là nhiều luôn ấy. Rồi, vậy là tính ra cái nhà đó là nhà phù bắp rồi. Thôi, bây giờ anh em chúng ta sẽ chuyển qua. Bây giờ thì mình sẽ đến với, quên nó, đi thu vàng đi. Quên cái nhiệm vụ này. Này là tập tới nữa là anh em chúng ta có thể đủ tiền để mình sẽ nâng cấp được, mình mua thêm được một miếng đất nữa đó các bạn. Tại vì 88 lần, 88 mà anh em chúng ta thu hết vàng trong nhà luôn á là chúng ta sẽ được tầm khoảng 10 á các bạn. Mình nhớ không lầm là được tầm 10 triệu vàng. Wow. 77 rồi nè. Rồi ok, ổn. Hết sạch. Tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với cái khu vực đó chính là list, hình như là mình muốn hết trơn rồi. Bây giờ mình sẽ đến với cái khu vực khác, khu vực west đi ha. Ui chà, lắm. Đây rồi, 5 ngôi sao vàng lấp lánh. Đó, mình cho cái thành viên Harris này tới công chuyện luôn. Một hiệp ha. Ui, mấy con này nó phải lên 31 mới được. Mấy con rồng này nó lên level thì nên chúng ta tốn rất là nhiều thức ăn luôn đó nha. Đây, em mình sẽ cho mấy con này nó lên. Đó, nó lên một bậc thôi là mình thấy rung rung rúng rồi đó. Vô. Mấy yêu nữa đâu rồi, con này là cấp E thôi nè. Đây, rồi bây giờ thì anh em chúng ta sẽ đi thu hoạch. Chỗ này thì mình sẽ lượm nhẹ được một viên game ha mọi người. Đó, trên hòn đảo Lai thì hiện tại là đang có 3 thành viên. Đây, có một cái thành viên mà mình cũng rất là thích luôn nè. Đây là cái rồng bánh kem nha mọi người.
À, bé này thì các bạn chỉ cần cái con hệ lá với cái con hệ băng là các bạn hoàn toàn có thể cho nó yêu nhau được rồi. Và đây chúng ta đang có một cái sự kiện. Wow, mình đang có được tập khoảng 900 điểm đó nè. Quậy tiếp cái nào. Ui cha cha, một bước. Rồi bây giờ thì nên chúng ta sẽ mở đi. Mở cái chiếc gương này xem. Wow, được 5 cái chìa khóa luôn. Ngon lành vậy. Rồi cái này là 2 đúng không? 1, 2. Wow, qua đây là chúng ta chỉ cần một bước thôi nè. Ui mà nó cho mình ngay 3 bước luôn rồi. Thôi anh em chúng ta sẽ đi bỏ đi, mình đi qua mấy bên đây. Đó, mình qua bên đây để mình lấy cái lá cờ hình trái tim nè mọi người. Cố lên. Cái rương này lại này chúng ta sẽ mở ra được game nè. Đây, để mình xem coi tỷ lệ trong đây ra được. Ui, một là game, hai là thức ăn. Mặc dù bỏ cũng hơi tiếc nhưng mà mình dướng vô chỗ đó là không ổn rồi. Wow, 1, 2, 3, ngay luôn các bạn ơi. Quá tuyệt vời rồi. Rồi, lần này mình được thêm 2 chiếc lá cờ nữa. Rồi, bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ dọn mình đi lên trên luôn đi ha. Đây. Cố lên. Wow, nên chúng ta sẽ di chuyển thẳng lên nha mọi người. 1, 2, 3. À, và anh em chú ý nha, những cái sự kiện mới thì anh ta sẽ cập nhật trên cái trang gọi là hntchannel.com nha mọi người. Có gì anh em cứ việc ghé vào cái trang web của mình mỗi ngày để cập nhật những thông tin mới nhất của Dragon City nha. Rồi, bây giờ là chúng ta gần nhảy lên được cái tầng 2 rồi đây. Wow, rồi, lên luôn. Ôi chà, ở đây anh em mình còn được tầm khoảng 400 điểm ha. Ui, đúng một nút luôn mới ghê. Up on. Wow. Rồi. Và ở đây thì mình còn tầm khoảng 300 mấy. Và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ cho mình một subscribe nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.